Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh Máy Cơ Khí Đức Tùng. Thì hôm nay em có con máy rửa xe của Nhật. Đấy, chạy đầu 8 ngựa rưỡi, hiệu Rubin ha. Đấy, con này chạy máy xăng các bác ha. Đây. Máy xăng hiệu Rubin ha các bác ha. 8 ngựa rưỡi. Đây là phần boe nhá các bác ha. Boe. Đây là phần nắp xăng ha. Đây bộ phận này lược nhá các bác. Cái này lược. Đấy, phần bộ phận này là tăng áp. Còn bộ phận này là đầu bơm. Đấy. Đầu bơm ha. Cũng như con máy khác thì mỗi một bộ này nó sẽ đi theo một bộ dây. Thì bộ dây này là chiều dài 19m. Còn cây súng này thì em có một cây thôi, là để ở xưởng thử máy nhá. Còn bác nào muốn đặt mua thì em sẽ bán là 1,5 triệu một cây. Em sẽ lấy ở cái tiệm kế bên. Đấy, thế là 1,5 triệu, 1,7 triệu một cây. Và thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng này. Đó là ti sứ, cho các bác xem. Đấy. Dây cu loa zin nguyên bản. Bully zin. Đấy. Con ốc này nó cũng còn 7 màu quá ha. Đấy. Ốc nguyên bản hết rồi. Đấy. Nhưng mà cái dàn dưới này nó bằng sắt xi. Đấy, bằng sắt xi ha. Bằng sắt xi, bác nào kỹ thì về sơn lại lớp nữa cho nó mới. Ở đây thì em không có sơn. Đấy. Em chỉ biết bọn này nó bằng sắt xi thôi. Đây, cái này cái bô nhá. Bô e mà nó vẫn còn mới, ok như này nó rất ok ha. Còn màu sáng inox luôn đấy. Đây. Phần máy nhá. Phần dưới này nhớt nhá. Đây. Mắt nhớt này. Cái này là ok nhá. Ghi chữ ok này thì em cũng không biết nữa, nhưng mà ok này là của hàng Rubin. Bây giờ em bắt đầu em đổ xăng vào em chạy. Đấy. Thì cũng như các dòng máy khác thì các bác cứ lên mạng cho các bác sọt này. Này. HTTP này, web này, Genta này, co này, .gp là trang web của Nhật các bác ha. Đấy. Sợt vào đó là các bác tham khảo được cái dòng máy này ha các bác. Đấy thì không còn chần chờ gì nữa, bây giờ em sẽ thử con máy chạy xăng này cho các bác xem luôn. Đấy. Anh ơi, cho nổ đi. Con này cũng như các dòng máy khác thôi, em sẽ bán bộ đầu này nguyên cả cuộn dây, không có súng là em bán 9 triệu. À. Để em hướng dẫn nổ này. Đây, bật on lên này. Bật on lên nhá. Rồi, nếu mà máy đang nổ thì mình ngày nào cũng nổ thì mình không cần phải kéo e gió đâu. Nhưng mà nếu mà lâu lâu mình mới nổ thì mình nên kéo e gió lên để nổ. Nổ xong rồi mình đóng lại ha. Rồi, kéo e gió đây này, nổ. Đấy. Các bác thấy cái dòng máy mà chạy xe cuốc, xe ủi nó khác không? Mịt trời vùi đất à. Con này mà xịt hết tầm xa nó không phải được mười mấy hai chục mét đâu ha. Đấy quá. Nhìn xem. Xịt có thể là sang bên kia đường luôn được ha quá ha. Đấy. Tại vì cái dòng này nó chuyên về xịt xe cuốc xe ủi ha. Thổi gió lá cây nó bay lả chả hết luôn. Chỉ cần gió thì nó cũng bay nữa. Đấy. Đấy quá ha. Đấy thì cũng như tầm em đứng cách xa cái máy này cũng là rất xa chứ quá ha. Con máy nổ này á, thì lúc nào mình xài nước á, thì nó mới lên ga. Còn nếu mà mình ngưng bóp á, thì nó sẽ là chạy ga làm ti chứ quá ha. Anh ơi, chỉnh xe ra.
đang chỉnh xòe em á. Đấy, chỉnh xòe này. Đây là đang chỉnh xòe các bác ạ. Đấy, xòe là bay sang đường bên kia luôn á. Con này về lưu lượng nước thì rất là lớn các bác ạ. Đấy. Anh Điệp ơi, thu lại. À, em phải thu lại tại vì đây đường xịt ảnh hưởng đến người khác nhỉ. Các bác ạ. Đây, cái này chỉnh xòe được, chỉnh tia được các bác ha. Rồi, giờ nước lại đây. Đấy. Đấy, khi mà mình tắt máy ấy, thì nó sẽ về ga 5T lại nhé. Đấy, khi mà mình tắt máy thì máy nó sẽ chạy về chế độ ga 5T. Đấy, con máy này rất là mạnh nha các bác ha. Đấy là hiệu Rubin nha. Đấy. Đấy. Đấy, bác nào kết con máy này thì liên hệ em 0938 312 207. Em vẫn bán giá 9 triệu cho con máy này các bác ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em. Bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Còn bác nào muốn coi máy rửa xe gia đình thì sang kênh Máy Công Cụ Đức Tùng coi nhé. Em mới úp con máy này lên lên kênh Máy Cơ Khí Đức Tùng nhé. Các bác sang bên kênh đó coi. Dạ. Em làm con máy rửa xe gia đình. Dạ. Rồi, em cảm ơn các bác nhé.